Chuyên gia Mỹ nói gì về tỷ lệ nhiễm virus corona thấp ở Việt Nam? Chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC mới lên tiếng nhận định về tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp ở Việt Nam và nói rằng chưa có chỉ dấu đó là các con số sai. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại mới đây, khi được hỏi về lý do con số người nhiễm thấp ở Việt Nam, liệu có phải liên quan tới chuyện xét nghiệm, chuyện truy tìm nguồn gốc gây nhiễm, chuyện ngăn chặn sớm từ tháng 1 hay vì Việt Nam từng có kinh nghiệm xử lý SARS và H1N1, cũng như liệu có lo ngại về con số như với Trung Quốc hay không? Bác sĩ Barbara Marshall, người đứng đầu nhóm công tác quốc tế về COVID-19 thuộc CDC trả lời rằng bà không nghĩ có bất kỳ ai thực sự hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao. Bà nói thêm có rất nhiều yếu tố khác nhau dẫn tới điều đó. Một phần có thể là vì sinh thái, nhưng rõ ràng liên quan tới chất lượng phản ứng và tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có phản ứng rất mạnh mẽ. Trong khi đó, một đồng nghiệp của bà Marshall, bác sĩ John McArthur, giám đốc quốc gia của CDC tại Thái Lan cho biết đã đi tìm hiểu từ nhóm an ninh y tế của CDC về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam và được cho biết rằng Việt Nam có quyết tâm chính trị từ sớm ở cấp cao nhất và quyết tâm chính trị đó đi từ cấp trung ương xuống tới tận địa phương với cách tiếp cận toàn diện chứ không chỉ có bộ y tế. Họ cũng cởi mở trước ý kiến đóng góp từ các cố vấn kỹ thuật của CDC và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cũng như từ các chuyên gia, từ các tổ chức khác, và có cảm giác là điều đó có ích. Bác sĩ MacArthur nhận định, nói thêm rằng Việt Nam phát triển các hướng dẫn phòng dịch dựa trên đề xuất của CDC và WHO, chuyển đổi các hướng dẫn mang tính toàn cầu cho phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam và dựa trên dữ liệu. Ông nói tiếp rằng vì CDC có các mối quan hệ vững mạnh với chính phủ mà trung tâm này hiện diện, nên có thể tới làm việc tại các bộ y tế. Và qua những trao đổi tôi có với nhóm ở Việt Nam, lúc này họ chưa có chỉ dấu nào cho thấy đó là các con số sai, bác sĩ MacArthur nói. Tính tới ngày 3 tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận thêm ca nhiễm thứ 271 và chính phủ cho biết chưa có ca tử vong nào. Trên mạng xã hội cũng có ý kiến đặt dấu hỏi về con số thống kê tại Việt Nam, quốc gia láng giềng phương Bắc của Trung Quốc, nước xuất phát virus corona với gần 83.000 ca nhiễm và gần 4.700 người chết ở đại lục. Trong khi đó, tại Mỹ, theo thống kê của Reuters, con số nhiễm của Hoa Kỳ là gần 1,2 triệu người và gần 65.000 người chết. Bác sĩ MacArthur cho rằng hệ thống y tế cộng đồng ở Việt Nam rất mạnh, cộng với việc chính phủ ở cấp cao nhất có cách tiếp cận toàn diện và nghiêm túc nên đã dẫn tới các thành công ở Việt Nam trong cuộc chiến ngăn ngừa dịch corona. Về mối băng sao Việt-Mỹ, ông nói rằng hai nước năm nay kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ và y tế là một phần hết sức quan trọng của hoạt động song phương đang diễn ra. Quan hệ giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam vững mạnh, mối quan hệ về y tế cũng vững mạnh, bác sĩ MacArthur nói. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã hỗ trợ y tế gần 4,5 triệu đô la để giúp cho chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện về tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho các công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về rủi ro, phòng tránh, kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác. Mới đây, Mỹ cũng thông báo cung cấp thêm cho Việt Nam 5 triệu đô la nữa, đưa tổng số hỗ trợ lên 9,5 triệu đô la. Số tiền hỗ trợ nhiều triệu đô la dành cho Việt Nam nằm trong khoảng gần 508 triệu đô la mà Hoa Kỳ cam kết để giúp các nước tại khắp các châu lục đối phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Cùng ngày, chính phủ Mỹ thông báo khoản tiền hôm 16 tháng 4, chính phủ Việt Nam tuyên bố hỗ trợ Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam và trao tặng 50.000 khẩu trang y tế tới văn phòng Nhà Trắng. Ý kiến chuyên gia, vấn đề khởi kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể rất khả quan. Vấn đề có nên cho phép người dân Hoa Kỳ khởi kiện Trung Quốc hay chính xác hơn là kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc và tay sai của họ vì người dân Trung Quốc cũng là nạn nhân của chính quyền này hay không, đang nhanh chóng trở thành vấn đề trọng đại khi mà phần lớn các ý kiến đều cho rằng loại virus đã tàn sát biết bao nhiêu mạng người này bắt nguồn từ Vũ Hán và lây lan ra khắp thế giới với sự lừa dối của chính quyền Trung Quốc. Chúng ta chưa biết rõ mức độ phạm tội và quy mô lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào trong vấn đề này. Mặc dù đã biết được một phần, chúng ta cần phải bắt đầu tìm hiểu đầy đủ thông tin để đưa sự việc này ra ánh sáng của công lý. Hiện tại những gì chúng ta biết được là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu quy mô của dịch bệnh trong nhiều ngày. Và thực tế là có nhiều bác sĩ và nhà báo dân chủ tại Trung Quốc đã bị diệt khẩu vì đưa tin về sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Một vài người trong số đó đã mất tích trong lúc virus lây lan ra toàn thế giới. Tổng thống Donald Trump và những người khác đã và đang thảo luận về việc yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cấp chính phủ.
Vậy còn đối với cá nhân những công dân như chúng ta, những nạn nhân thực sự thì sao? Chúng ta cần được bồi thường như thế nào? Truy cứu trách nhiệm bồi thường. Mục đích của một vụ kiện là buộc bị cáo phải bồi thường cho nguyên đơn vì những thiệt hại đã gây ra và nhằm răn đe tội phạm để họ không lặp lại những hành động sai phạm hoặc những điều tương tự. Liệu chúng ta có thể đạt được các mục đích trên khi các cá nhân hoặc các nhóm đại diện đứng lên khởi kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những dối trá của chính quyền này liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán? The Export Time gọi virus corona Vũ Hán là virus của Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi sự che giấu thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc về giai đoạn bùng phát ban đầu và cách thức virus lây lan đã khiến cho dịch bệnh lan rộng toàn cầu. Thật khó để hình dung được liệu có khoản bồi thường nào có thể bù đắp được cho hơn 200.000 người đã tử vong vì virus này. Tính đến thời điểm của bài viết này, và trong số đó có gần 60.000 công dân Hoa Kỳ. Ngoài ra, hệ lụy của dịch bệnh này chính là nền kinh tế toàn cầu bị tàn phá. Điều này có thể mang lại hậu quả tiêu cực lớn hơn đối với sức khỏe và phúc lợi của nhân loại trong tương lai. Do đó, liệu ai có thể tính toán ra được những khoản bồi thường này và bằng cách nào chúng ta có thể thu hồi được chúng? Xét về hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại sao các vụ kiện lại có thể răn đe chế độ toàn trị này? Chẳng phải là việc này cuối cùng rồi cũng sẽ chuốc gánh nặng lên người dân Trung Quốc vì họ sẽ khó có thể vượt qua hay sao? Tuy nhiên trên thực tế, nợ thì phải hoàn trả, nếu không đó sẽ là sự xúc phạm, sự vô trách nhiệm đối với những công dân của chúng ta. Bằng cách này hay cách khác, họ đều đã phải chịu thiệt hại. Và như thế là đi ngược lại với đạo lý, việc bỏ qua hành động này của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiếp tục quan hệ bình thường sẽ hầu như không giải quyết được hậu quả, nếu không muốn nói là sẽ hoàn toàn không. Những vụ kiện như thế này chắc chắn sẽ mang lại kết quả, kể cả là về mặt tài chính, một cách đáng ngạc nhiên. Có một bằng chứng về tính khả thi của việc khởi kiện Trung Quốc mà tôi sẽ đề cập dưới đây. Quyền miễn trừ pháp lý đối với quốc gia. Trong thời gian này, nhiều nhóm thành viên quốc hội đang trong tiến trình đưa ra đạo luật nhằm cho phép công dân Hoa Kỳ khởi kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đó là ba nhóm thượng nghị sĩ bao gồm Marsha Blackburn và Martha Maxley, Lancer Golden và Tom Cotton, và nhóm của Dan Crenshaw và John Hawley. Những đề xuất của cả ba nhóm này đều có những điểm tương đồng. Tuy nhiên, dự luật Blackburn-Maxley áp dụng cho các công dân, hai nhóm còn lại đưa thêm vào một số mức độ giám sát của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, mà khi chính quyền có sự thay đổi sẽ gây trở ngại cho các nguyên đơn. Ngoài sự khác biệt trên, cả ba nhóm đều đi đúng hướng và cuối cùng đều đạt cùng mục tiêu. Những nhà lập pháp này đều là thành viên của Đảng Cộng Hòa. Và điều này cho thấy mức độ sẵn sàng đối đầu với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của cả hai đảng chính của Hoa Kỳ vào thời điểm này. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp bảo thủ có uy tín đang phản đối sự luật mới này, thậm chí là với thái độ rất cương quyết. Điểm mấu chốt mà họ tranh luận là về quyền miễn trừ pháp lý đối với quốc gia trong đạo luật miễn trừ đối với chủ quyền nước ngoài năm 1976, để một quốc gia hoặc tay sai của họ có thể bị kiện. Mặt khác, họ cho rằng Hoa Kỳ vốn là quốc gia với nhiều quyền lợi hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, có thể tự mình chiêu mời các cuộc trả thù từ phía Trung Quốc với việc thay đổi điều luật này. Nhìn chung, các nhà phê bình này cho rằng vấn đề này nên để cho những nhân vật chủ chốt trong chính phủ và các nhà ngoại giao đứng ra giải quyết. Bởi họ biết phải làm thế nào, người dân không nên tham gia, hãy để chính phủ đàm phán với chính quyền Trung Quốc và giải quyết các vấn đề theo thông lệ. Khi tờ The Epoch Times đặt câu hỏi với bà Blackburn về những phản bác trên và những e ngại trong việc người dân khởi kiện chính quyền Trung Quốc, bà đã trả lời, trên thực tế, sự nhân nhượng đối với chính quyền Trung Quốc đã không còn đem lại giá trị cho Hoa Kỳ. Trung Quốc không xem trọng tự do báo chí, họ tổ chức việc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ và vi phạm các thi hành án song phương, bà nói. Bà Blackburn còn cho biết thêm, đối với các quốc gia tôn trọng luật pháp thì đặc quyền về quyền miễn trừ pháp lý đối với các quốc gia là có ý nghĩa. Nhưng đối với một quốc gia như Trung Quốc, người dân Hoa Kỳ chắc chắn sẽ chẳng có được lợi ích gì trước một chính quyền đầy tai tiếng với các phiên tòa trái pháp luật và việc vi phạm nhân quyền đối với chính người dân Trung Quốc. Điều này quả thật là như vậy. Quyền miễn trừ pháp lý đối với quốc gia có thể là một chủ đề tranh luận thú vị trong lĩnh vực học thuật, nhưng lại không thích hợp trong thực tế, bà tuyên bố. Tương tự, nếu các cá nhân có thể khởi kiện, vấn đề này sẽ mang ý nghĩa xung động. Tất cả chúng ta đều có thể bắt đầu thực hiện. Việc người dân Hoa Kỳ khởi kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ là nguồn động lực cho người dân các quốc gia khác thực hiện theo. Còn nếu điều này không thể khởi được tác dụng như thế, thì việc khởi kiện cũng giúp tạo nên làn sóng đào thải chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới.
Trước đây khi xem xét học thuyết về quyền miễn trừ pháp lý đối với quốc gia, Quốc hội đã đưa ra ngoại lệ đối với chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ vào năm 1996. Đến năm 2016, Quốc hội đã thông qua điều luật cho phép các cá nhân khởi kiện Ả Rập Saudi đối với sự kiện khủng bố lịch sử vào ngày 9 tháng 11 năm 2001. Khởi kiện những kẻ khủng bố. Vậy, bằng chứng của tính khả thi mà tôi đã đề cập trước đó là gì? Năm 2019, luật sư Nishana Dashan Lehner của Trung tâm Luật pháp Israel cùng với chồng mình là ông Avi Lechner đã thay mặt những nạn nhân đứng lên khởi kiện những kẻ khủng bố và các quốc gia tài trợ khủng bố. Theo trang web chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, họ đã giành được phán quyết đền bù đáng kinh ngạc trị giá 2 tỷ đô la và họ đã thu hồi được 300 triệu đô la. The Epoch Times đã gửi yêu cầu trả lời câu hỏi đến bà Dashan Lehner về việc khi bà bắt đầu đặt vấn đề khởi kiện, bà có gặp phải sự trở ngại giống như bà Blackburn và các đồng sự hiện nay hay không? Bà đã trả lời như sau. Khi chúng tôi khởi xướng các vụ kiện đầu tiên để chống lại các nhóm khủng bố và những quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự phản bác và nghi ngại. Hầu hết các quan chức chính phủ đều cho rằng hành động dân sự chống lại những kẻ khủng bố và những chính quyền vô đạo đức là không thể khả thi, cũng như nghi ngờ việc vụ kiện có thể mang lại kết quả. Bộ Ngoại giao và một số cơ quan tình báo cho rằng các vụ kiện của chúng tôi đang can thiệp vào các vấn đề riêng của một vương quốc độc lập. Ban đầu chúng tôi không thể thuyết phục được báo giới. Họ cho rằng điều này nhiều nhất cũng chỉ là thu hút được sự chú ý của công luận, gia đình các nạn nhân bị khủng bố, những người hầu như không được hỗ trợ trong việc này, đã không tin rằng chúng tôi có thể thành công. Họ chỉ miễn cưỡng đồng ý, có rất nhiều sự ngờ vực và thiếu tin tưởng. Câu chuyện của bà Dashan Lehner rất quen thuộc, phải không? Giờ đây, bà là người hùng của Israel và bà đang hợp tác chặt chẽ với tổ chức chống khủng bố Mossad trên toàn cầu. Hãy trút bỏ lo ngại về những việc công dân đơn lẻ chúng ta có thể là nguyên đơn trong vụ kiện chính quyền Trung Quốc. Chúng ta có thể sẽ đạt được những kết quả mà bà Dashan Lehner và cộng sự của bà đã đạt được. Roger Simon là chuyên gia phụ trách chuyên mục chính trị cao cấp của tờ The Epoch Times. Ông là tiểu thuyết gia từng đoạt giải thưởng, là nhà biên kịch được đề cử giải Oscar và là người đồng sáng lập Media. Cuốn sách gần đây nhất của ông là cuốn The God